Sau đây là thông tin chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, ngày 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lãng hoa chúc mừng ngành y tế tỉnh An Giang. Sự kiện này thể hiện sự quan tâm tri ân của lãnh đạo đảng, nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, các y bác sĩ ngành y tế tỉnh An Giang. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương động viên đội ngũ cán bộ, các y bác sĩ ngành y tế tỉnh nhà, lực lượng tiên phong, nơi tuyến đầu chống dịch, góp phần để tỉnh An Giang cơ bản kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Đáp lại sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ và Phó Chủ tịch nước, Thạc sĩ bác sĩ Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, cùng với toàn thể cán bộ y bác sĩ ngành y tế tỉnh An Giang, bằng sự năng động sáng tạo và đổi mới, hứa quyết tâm cùng các ngành các cấp trong tỉnh thực hiện tốt nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.